Xin kính chào quý vị và các anh chị. Chào mừng quý vị và các anh chị đã quay trở lại với Thế Tùng Bất Động Sản. Ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đi đến cái khu đô thị mà chúng ta sẽ tìm hiểu sau đây. Đây chính là khu đô thị Vạn Phúc City. Khu đô thị Vạn Phúc City thì có vị trí nằm tại phía bắc của thành phố Hồ Chí Minh, là cái cửa ngõ mặt tiền đường quốc lộ 13. Thì khu đô thị Vạn Phúc City này sẽ kết nối với trung tâm Sài Gòn vào trong khoảng từ 6 cho đến 8 cây số, kết nối với sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất chỉ trong khoảng từ 7 cây số mà thôi. Và với khu đô thị Vạn Phúc City này thì nếu như anh chị mà muốn đi đến đường muốn đến đi đến với những cái khu vực khác vô cùng dễ dàng và thuận tiện. Chúng ta đang đi trên đường mặt tiền đường Nguyễn Thị Nhung, là con đường hiện tại đi chính vào trong dự án. Thì đường Nguyễn Thị Nhung này có lộ giới lên khoảng cỡ hơn 40 m và được chủ đầu tư chăm chút rất là nhiều. Thì trong cái khu đô thị này, dọc đường Nguyễn Thị Nhung thì chúng ta đang nhìn thấy những cái dãy shop house nằm hai bên cái khu đô thị này. Những cái shop house này á, thì nó đang có những cái mức giá dao động khoảng cỡ hơn 20 tỷ cho một căn shop house tại đây. Và cái mức giá trung bình nằm trong cái khu vực này hiện tại cho loại nhà phố và shop house trong cái khu đô thị này đang có cái mức giá dao động vào khoảng 110 cho đến khoảng 150 triệu trên một mét vuông. Đối với khu đô thị Vạn Phúc City này thì cái mật độ xây dựng thì không cao, nhưng mà cái sàn sử dụng cái khu vực này thì rất là cao, thưa quý anh chị. Trung bình một căn nhà tại đây sẽ có một tầng hầm và khoảng 5 tầng nổi. Cho nên một căn nhà phố năm 20 cũng sẽ có cái diện tích sàn sử dụng lên đến khoảng cỡ hơn 400 mét vuông sàn sử dụng. Thì khi đây cũng là cái khu đô thị mà Tùng nghĩ là có cái mẫu nhà xây cao nhất tại thành phố Sài Gòn của chúng ta. Ngay cả đối với những căn shop house nằm ngay mặt tiền đường đây, chúng ta cũng đang nhìn thấy là sẽ có một trệt và 5 lầu. Thì có cái diện tích sàn sử dụng rất là lớn, và rất là nhiều cái nhãn hàng cũng như là nhiều công ty, nhiều quán ăn, quán cà phê đã đến và phục vụ cư dân nằm dọc cái tuyến đường Nguyễn Thị Nhung này rồi. Ngoài cái tuyến đường Nguyễn Thị Nhung để kết nối với quốc lộ 13 thì khu đô thị Vạn Phúc City này sẽ có thêm một con đường nữa là đường Đinh Thị Thi. Thì đường Đinh Thị Thi cũng sẽ kết nối với quốc lộ 13, cách con đường Nguyễn Thị Nhung này khoảng cỡ 500 m. Và trong tương lai chúng ta sẽ có hai con đường lớn để kết nối với khu đô thị Vạn Phúc City này. Để đi đến cuối con đường Nguyễn Thị Nhung này thì chúng ta sẽ có thêm một cây cầu để bắc qua phía quận 12 của thành phố Hồ Chí Minh. Thì đối với khu đô thị Vạn Phúc City này thì tại sao Tùng dẫn anh chị đi đến khu vực này? Vì đây sẽ là một trong những cái khu đô thị đẹp nhất của Sài Gòn, và Tùng cũng tin rằng đây sẽ là một trong những cái khu đô thị đẹp nhất Việt Nam. Với tổng diện tích lên đến 198 hecta được phát triển bởi tập đoàn Vạn Phúc City. Thì cái khu nhà ngay bên trái của chúng ta đang nhìn thấy cái khu nhà thấp tầng ấy, thì đây chính là cái khu vực sàn giao dịch của tập đoàn Vạn Phúc. Và khu đô thị Vạn Phúc City này cũng có ba cái loại có một số cái loại sản phẩm trong cái khu đô thị này, ví dụ như là nhà phố, shop house, biệt thự song lập, biệt thự đơn lập và căn hộ cao cấp. Thì cái điểm nhấn trong cái khu đô thị này, là cái điều đặc biệt trong cái khu đô thị Vạn Phúc City này chúng ta có thể nói đến là gì? Thứ nhất là về vị trí địa lý rất là gần trung tâm Sài Gòn. Nếu như quý anh chị ở tại khu đô thị Vạn Phúc City này, anh chị chỉ cần mất khoảng cỡ 15 cho đến 20 phút là anh chị đã có thể tới ngay trung tâm của Sài Gòn rồi, là khu vực quận 1. Ngoài ra, nếu như quý anh chị mà đi đến sân bay Tân Sơn Nhất thì chỉ trong vòng khoảng cỡ 10 phút, kết nối với bến xe miền Đông cũ chỉ trong vòng 1,5 km và bến xe miền Đông mới thì chỉ trong khoảng cỡ 15 phút mà thôi. Ngoài ra thì cái khu đô thị Vạn Phúc City này còn được kết nối với khu vực quận 12, là khu vực phía tây bắc của thành phố Hồ Chí Minh. Khu đô thị Vạn Phúc City thì nằm phía trong của
quận Thủ Đức. Bao bọc xung quanh khu đô thị Vạn Phúc City này thì dân cư đã ở rất là đông rồi. Cho nên là chúng ta hoàn toàn tin tưởng về vấn đề khi mà khu đô thị này hình thành thì cái lượng dân sẽ về đây để sinh sống rất là nhiều. Đó là cái lý do thứ nhất mà khu đô thị này hút dân về ở cũng như là hút rất là nhiều nhà đầu tư tại khu vực này vì về vị trí đắc địa của khu vực này. Cái lý do thứ hai là về quy hoạch của khu đô thị Vạn Phúc City. Vạn Phúc City được quy hoạch cực kỳ là bài bản và đồng bộ trên diện tích lên đến 198 hectare và toàn bộ cái khu vực này được bao bọc bởi sông Sài Gòn. Thì cái khu vực Vạn Phúc City này chúng ta về đường xá và hạ tầng chúng ta đang nhìn thấy ngay trước mặt chúng ta đây. Bên tay phải của chúng ta chính là sông Sài Gòn và công viên dạo ven sông có chiều dài lên đến khoảng 3,4 km. Thì cái khu công viên này chính là cái điểm nhấn mà rất là nhiều những cư dân của Vạn Phúc City đã đến khu vực này để mỗi buổi chiều để có thể hóng gió cũng như là đưa con cái đến đây để thoải mái vui chơi nằm ngay tại khu công viên dọc bờ sông Sài Gòn này của khu đô thị. Thì đối với khu đô thị này, cái thiết kế của nó thì có rất là nhiều cái điều đặc biệt. Thứ nhất là về thiết kế nhà rất là đẹp, sang trọng, xây dựng với cái diện tích sử dụng rất là lớn và đặc biệt là có thêm hầm để xe cho cả các loại nhà phố loại nhỏ như là 520 cũng được chủ đầu tư ưu ái là có xây thêm cả hầm và diện tích sàn sử dụng rất là nhiều. Ngoài ra thì chủ đầu tư còn bỏ thêm một chỗ nữa để cho cư dân có thể làm có thể làm thang máy ngay trong cái khuôn viên nhà mình. Về thực tế với 5 tầng mà leo bộ thì là cả một cái vấn đề rất là nan giải, cho nên chủ đầu tư đã để lại sẵn cái khu vực thang máy cho cư dân rồi. Ngoài ra thì khu vực này anh chị đang nhìn thấy ngay trên video là chúng ta đang nhìn thấy một cái máy bay đang bay qua cái khu đô thị này. Và khu đô thị Vạn Phúc City nằm ngay rất gần với sân bay Tân Sơn Nhất, cho nên là cứ cách khoảng cỡ 1 phút là chúng ta sẽ nhìn thấy một cái máy bay trên đường hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Quay trở lại với về quy hoạch của Vạn Phúc City thì quy hoạch của Vạn Phúc City có đầy đủ các tiện ích bao gồm như trường học các cấp, rồi bệnh viện, rồi khu vui chơi giải trí nằm ngay tại cái hồ điều hòa. Và cái khu đô thị này cũng sẽ có cả cái khu trung tâm thương mại, đầy đủ các cái tiện ích dành cho cư dân để sinh sống trong cái khu đô thị này. Về quy hoạch thì khu đô thị này sẽ có thêm một cái kênh đào rộng khoảng dài khoảng 2 km nằm giữa khu đô thị. Và khu đô thị này cũng sở hữu thêm một cái yếu tố về sông nước nữa mà chúng ta có thể nói là vô cùng tuyệt vời. Quay trở lại với cái hồ điều hòa thì khu đô thị Vạn Phúc City này nằm bên trong ở giữa khu đô thị, chúng ta sẽ có thêm một cái hồ điều hòa rộng lên đến khoảng 21 hectare. Thì đây thực sự là một cái hồ điều hòa có thể nói là lớn nhất ở tại thành phố Sài Gòn. Trong các cái khu đô thị của Sài Gòn thì chúng ta sẽ không có nhiều những cái hồ điều hòa lớn cả. Hiện tại thì chúng ta mới chỉ có một cái hồ Bán Nguyệt nằm tại khu vực quận 7 và khu đô thị Vạn Phúc City mà thôi. Ngoài ra thì chúng ta ở khu vực Đông Tăng Long chúng ta sẽ có thêm một cái hồ rộng khoảng 7 hectare. Khu đô thị Vinhome thì sẽ có một cái công viên 36 hectare, nhưng cái hồ mấy hect thì Tùng cũng chưa nắm thông tin là bao nhiêu hectare cái hồ ở đó. Thì thực sự là để mà có một cái hồ lớn lên đến 21 hectare như vậy, đặc biệt là xung quanh cái hồ điều hòa này thì chủ đầu tư còn ưu ái thêm là một cái khu công viên, một cái khu vui chơi giải trí để cho cư dân hoàn toàn có thể vui chơi giải trí nằm trong cái khu đô thị này. Ngoài những cái tiện ích lớn ra thì trong khu đô thị Vạn Phúc City cũng sẽ có những khu clubhouse bao gồm khu quán cà phê và khu hồ bơi, là cái khu vực nằm ngay phía bên trái của chúng ta đang nhìn thấy ở đây.
Và khu bên phải của chúng ta, cái tòa nhà đang xây dựng này chính là cái bệnh viện Vạn Phúc, nằm trong khu đô thị Vạn Phúc City. Với cái bệnh viện này thì chỉ trong khoảng cỡ khoảng 1 năm nữa thôi là chủ đầu tư sẽ hoàn thành xong cái bệnh viện này. Về cái khu đô thị Vạn Phúc City thì hiện tại bây giờ chủ đầu tư đã bán hết khoảng cỡ 50%, hơn 50% sản phẩm nhà phố và biệt thự cũng như là shop house nằm tại cái khu đô thị Vạn Phúc City này rồi. Và trong tương lai thì khoảng giữa tháng 6 năm nay thì chủ đầu tư sẽ bắt đầu phát triển thêm cái dòng căn hộ nằm tại cái khu đô thị này. Thì chính vì vậy mà khu đô thị Vạn Phúc City này sẽ cần khoảng cỡ ít nhất khoảng 5 năm nữa để hoàn thiện toàn bộ cái khu đô thị này. Khu đô thị ngoài cái việc mà thiết kế, ngoài cái việc vị trí địa lý đặc biệt về những cái thiết kế tiện ích cũng hồ cảnh quan, kênh đào, rồi công viên, cho đến cái thiết kế về các cái mẫu nhà vô cùng tuyệt vời như chúng ta đang nhìn thấy ngoài đây, thì khu đô thị Vạn Phúc City này còn thu hút rất là nhiều cư dân cũng như là những nhà đầu tư nằm tại cái khu đô thị này với một cái lý do nữa, đó là về khả năng sinh lời trong khu đô thị này. Anh chị có thể nhìn thấy ngay bên tay trái của chúng ta đây chính là cái trường học đầu tiên nằm tại trong khu đô thị Vạn Phúc City. Thì quay trở lại với việc mà lợi nhuận của những nhà đầu tư khi mà họ đã đầu tư vào trong khu đô thị này. Thì đây là một cái khu đô thị mà có thể nói là nhà đầu tư, những người đầu tiên đầu tư vào khu đô thị Vạn Phúc City này là những người mà có tỷ suất sinh lời mà những cái dự án khác của những chủ đầu tư khác gần như là không thể có được. Đó là nhân 4 tài sản chỉ trong khoảng thời gian khoảng từ 3 cho đến 4 năm mà thôi. Thì đây thực sự là một cái điều rất là khó tin thưa quý anh chị. Ngày xưa khi mà Vạn Phúc City mới bán những đợt đầu tiên chỉ trong khoảng từ 3-40 triệu mà thôi, thì bây giờ giá trị trung bình của Vạn Phúc City đang có mức giá khoảng 101 cho đến khoảng 150 triệu. Cá biệt cho những loại sản phẩm đặc biệt thì có mức giá lên đến khoảng hơn 200 triệu trên 1 mét vuông nhà tại cái khu vực này. Thì anh chị hoàn toàn có thể nhìn thấy rằng là cái tỷ suất sinh lời rất là khủng khiếp thưa quý anh chị. Đặc biệt là có rất là nhiều những quý anh chị đã đầu tư trong khoảng từ 1 cho đến 2 năm gần đây, thì anh chị cũng vẫn có thể đạt được tỷ suất sinh lời khoảng cỡ 50% trên 50% trên cái mức vốn mình bỏ ra. Và ngoài ra thì hiện tại cái khu đô thị Vạn Phúc City này, chủ đầu tư cũng đang có những cái chương trình bán hàng cực kỳ tuyệt vời, đó là chỉ có thanh toán 30% trước khi nhận nhà mà thôi. Thì đây cũng là một cái hướng mà giúp cho cái người nhà đầu tư họ thoải mái về dòng tiền hơn khi mà họ đầu tư vào khu đô thị Vạn Phúc City này. Và trong những năm vừa qua thì có rất là nhiều những câu chuyện về việc nhà đầu tư đã thắng lớn tại khu đô thị Vạn Phúc City. Và hiện tại bây giờ giá trị của sàn Vạn Phúc City đang giá trị khoảng hơn 100 triệu trên 1 mét vuông. Thì theo anh chị, liệu Vạn Phúc City sẽ còn tăng giá trong tương lai nữa hay không? Và sẽ tăng khoảng bao nhiêu trong tương lai nếu như chúng ta đầu tư vào cái khu đô thị này? Theo anh chị thì các loại sản phẩm nào chúng ta nên đầu tư vào trong cái đoạn tiếp theo của khu đô thị Vạn Phúc City này? Bởi khi mà chúng ta không phải là những nhà đầu tư đầu tiên, không phải là những nhà đầu tư trong khoảng giữa 2 hoặc 3 năm về trước đây đầu tư trong cái khu đô thị này. Riêng mà những nhà trùng tùng có rất là nhiều anh chị đã đầu tư trong cái khu đô thị này và hiện tại họ vẫn tiếp tục đầu tư vào những cái sản phẩm mới trong cái khu đô thị Vạn Phúc City này, bởi vì họ vẫn đạt được những cái tỷ suất sinh lời mà rất là nhiều những cái dự án khác không thể có được. Thì thực sự là đối với cái tốc độ tăng giá của chủ đầu tư trong cái giai đoạn những năm 2019 cho đến 2020 này thì khá là chóng mặt khi mà những cái sản phẩm shop house đang có mức giá lên đến khoảng hơn 30 tỷ cho những loại shop house đẹp trong cái khu đô thị này. Nhưng mà cái lợi nhuận mà nhà đầu tư khi đầu tư vào khu đô thị này cũng đang rất là tuyệt vời thưa quý anh chị. Vậy thì khi mà nhà phố, biệt thự, shop house đã được phát triển khoảng hơn 50% trên cái khu đô thị này rồi,
thì những cái sản phẩm nhà phố biệt thự sau này thì khi anh chị đầu tư vào liệu còn sinh lời hay không? Và cái yếu tố mà anh chị có thể nhìn thấy là hiện tại bây giờ chủ đầu tư mới đang xây dựng khoảng 30%, bàn giao được khoảng 30% cái khu đô thị này mà thôi. Còn đến tận 70% về diện tích trong cái khu đô thị này chủ đầu tư chưa hề bàn giao. Nghĩa là chúng ta có thể kỳ vọng vào trong tương lai, nếu như anh chị đầu tư vào khu đô thị này thì kỳ vọng trong tương lai vẫn còn cái khả năng sinh lời rất là lớn. Và ngay trước mặt chúng ta đây chính là cái hồ điều hòa 21 hecta, và bên tay trái của chúng ta đây là cái khu biểu diễn nhạc nước của khu đô thị Vạn Phúc City. Đối với Vạn Phúc City thì đường xá vào trong khu đô thị này thì chủ đầu tư cũng làm rất là chỉnh chu và đẹp. Quay trở lại với câu chuyện đầu tư thì đối với Tùng thì nếu như Tùng đầu tư vào khu đô thị Vạn Phúc City này thì Tùng sẽ đầu tư vào những cái sản phẩm căn hộ trong giai đoạn đầu tiên chủ đầu tư sẽ bán ra trong đợt đầu tiên này. Theo cái thông tin mà Tùng nắm được là trong khoảng tháng 6 năm nay thì chủ đầu tư sẽ bán ra những dòng căn hộ tại khu vực này, những cái căn hộ đầu tiên. Vậy thì đối với các loại sản phẩm bên trong khu này đang có mức giá hơn 100 triệu trên 1m2, vậy thì theo anh chị đoán là 1m2 của căn hộ cao cấp nằm trong khu đô thị này sẽ có mức giá khoảng bao nhiêu thưa quý anh chị? Và liệu chúng ta có nên đầu tư vào cái giai đoạn đầu tiên của những căn hộ này hay không? Về cái mức giá hiện tại bây giờ, những cái căn nhà phố nằm trong cái khu đô thị này đang có mức giá rẻ nhất khoảng cỡ trên 10 tỷ, khoảng từ 10 cho đến 11 tỷ cho những cái căn nhà phố ngang 5 dài 20. Thì và những cái căn nhà phố ngang 7 hiện tại đang có mức giá dao động khoảng cỡ 17 cho đến khoảng hơn 20 tỷ cho một căn nhà phố nằm tại đây. Thì khu vực khu đô thị Vạn Phúc City này chắc chắn nó sẽ thu hút rất là nhiều những cái giới nhà giàu nằm tại khu vực phía bắc của Sài Gòn, ví dụ như là từ Bình Thạnh, khu vực thành phố Thủ Đức hay là khu vực quận 12 Gò Vấp, họ đều có thể hoàn toàn sở hữu những căn nhà tại đây và sinh sống trong cái khu đô thị này. Chúng ta đang nhìn ngay cái khu vực này, đây chính là cái khu vực công viên chính nằm ngay cái hồ điều hòa 21 hecta của chủ đầu tư. Và thực sự là những cái cảnh quan trong khu vực này cũng sẽ, Tùng tin rằng nếu như anh chị mà đến cái khu đô thị này, anh chị cũng siêu lòng khi mà nhìn thấy những cái cảnh quan và những cái tiện ích mà chủ đầu tư đang mang lại cho cái cư dân này nằm tại khu vực này. Thì nó, Tùng có thể nói là nó cũng rất là đáng đồng tiền bán gạo khi mà anh chị sở hữu một căn nhà với giá trị khoảng hơn 10 tỷ nằm tại cái khu đô thị này, khi mà chúng ta có được rất là nhiều các tiện ích đẳng cấp, đầy đủ tiện ích, và đặc biệt là về những cái tiện ích ví dụ như là cái hồ cảnh quan 21 hecta này, là gần như là trong Sài Gòn chúng ta không có một cái khu đô thị nào có được cái hồ cảnh quan lớn như thế này. Đối với những quý chị nào mà muốn đầu tư hay muốn ở trong khu đô thị này thì Tùng cũng sẽ có một số những cái cân nhắc mà dành cho quý anh chị khi mà chúng ta đầu tư tại khu đô vực đô thị Vạn Phúc City này. Khu đô thị Vạn Phúc City về thiết kế, về vị trí, về quy hoạch, về các cái tiện ích bên trong này cũng như là sự uy tín của chủ đầu tư thì chúng ta không cần phải lo lắng gì cả, mọi thứ đều vô cùng tuyệt vời. Chủ đầu tư tốt này, quy hoạch đẹp này, nhà cửa thì rất là mẫu nhà, rất là đẹp luôn. Tiện ích thì vô cùng đẳng cấp, lên cùng đồng bộ cùng với toàn khu vực này. Nhưng sẽ có hai cái vấn đề mà quý vị và các anh chị sẽ cần phải lưu ý khi mà đầu tư tại khu đô thị Vạn Phúc City. Chính xác là 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là về giá của khu đô thị này thì hiện tại bây giờ cũng không phải là rẻ một chút nào. Nhưng mà theo Tùng tin là trong tương lai nó còn tăng giá nhiều trong tương lai nữa, chứ không chỉ dao động trong khoảng 100 này đâu, mà có thể nó sẽ lên đến khoảng hơn 200 triệu trên 1m2 trong cái khu đô thị này. Đó là vấn đề thứ nhất, là vấn đề về giá. Vấn đề thứ hai là vấn đề về tiếng ồn. Khi mà khu đô thị Vạn Phúc City này nó nằm ngay tại cái đường hạ cánh của sân bay máy bay tại sân bay Tân Sơn Nhất, thì trong những cái thời điểm cao điểm thì anh chị chỉ đến cái khu vực ngay cái chỗ công viên này thôi thì Tùng tin rằng là cứ 30 giây là anh chị sẽ nhìn thấy một cái máy bay đáp xuống cái sân bay Tân Sơn Nhất. Hiện tại khi mà mùa Covid không có nhiều máy bay thì chúng ta sẽ nhìn thấy khoảng cỡ 2 cho đến 3 phút là chúng ta sẽ nhìn thấy một cái máy bay đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất.
Vậy thì khi mà Vạn Phúc City chỉ cách sân bay Tân Sơn Nhất khoảng cỡ 7 cây số thì liệu có cái vấn đề về tiếng ồn của khi mà máy bay hạ cánh xuống khu vực này có gây ảnh hưởng đến cuộc sống của cư dân nằm tại khu vực này hay không? Đó là cái lý do, điều mà chúng ta cần cân nhắc thứ hai. Cái điều mà chúng ta cần cân nhắc cuối cùng đó là về kết nối giao thông phía bên ngoài của Vạn Phúc City. Cái điều này thì không phải là chỉ mỗi mình Vạn Phúc City đâu ạ, mà hầu như tất cả các cái khu đô thị của Việt Nam chúng ta nằm tại các khu đô thị lớn đều gặp phải vấn đề tương tự. Đó là về quốc lộ 13 kết nối giữa Vạn Phúc City và trung tâm Sài Gòn. Thì cái quốc lộ 13 này hiện tại đang có cái bề ngang của nó khoảng cỡ hơn 40 mét. Nhưng mà cái quốc lộ 13 này cũng chính là con đường chính mà kết nối giữa khu vực Tây Nguyên, như là các tỉnh Tây Nguyên, rồi Bình Dương, Bình Phước để đi xuống Sài Gòn. Cho nên là cái mật độ giao thông tại cái khu vực quốc lộ 13 này là luôn luôn đông, và đặc biệt là trong cái thời điểm cao điểm là gần như là lúc nào cũng kẹt xe. Tất nhiên trong tương lai chúng ta sẽ có, nhà nước sẽ mở rộng quốc lộ 13 ra để giải quyết cái vấn đề này. Nhưng vì quốc lộ 13 là con đường cửa ngõ phía bắc của thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chắn dù con đường quốc lộ 13 có mở rộng ra bao nhiêu thì nó cũng sẽ gặp vấn đề về kẹt xe và tắc đường. Thì hiện tại bây giờ thì nếu như mà những quý anh chị nào mà sống trong khu đô thị Vạn Phúc City này chắc chắn sẽ hiểu rất rõ về cái việc mà giờ tan tầm nếu như quý vị và các anh chị chạy trên quốc lộ 13. Thì về ba cái vấn đề này thì không phải là những cái vấn đề quá lớn hay là những vấn đề ảnh hưởng đến cái khu đô thị này. Nhưng mà trước khi anh chị vào đầu tư này thì Tùng cũng chỉ có ba cái cân nhắc đó dành cho quý anh chị mà thôi. Còn về tất cả những mọi thứ khác trong cái khu đô thị này thì nó vô cùng tuyệt vời, từ nhà cửa, quy hoạch cho đến tất cả mọi thứ. Vậy là Tùng mới đưa quý anh chị đi vào bên trong của dự án Vạn Phúc City để tham quan một vòng bên trong cái khu đô thị này. Thì theo quý anh chị thì cái khu đô thị này hiện tại bây giờ có còn đáng để chúng ta đầu tư vào hay không? Hay là đối với anh chị thì nếu như anh chị mà đang cần tìm một căn nhà để an cư lạc nghiệp thì khu đô thị này liệu có xứng đáng để chúng ta đến để sở hữu một căn nhà tại đây và hưởng trọn vẹn những cái tiện ích đẳng cấp trong khu vực này hay không? Thì đây chính là những cái chia sẻ của Tùng về khu đô thị Vạn Phúc City này. Cảm ơn quý vị và các anh chị đã quan tâm theo dõi video clip này, và hẹn gặp lại quý vị và các anh chị trong video clip lần sau.